phải rắc túi chiêu tránh bẫy. Mới đây, ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất quận 12 đã ra văn bản cảnh báo người dân cẩn trọng với một dự án mà do công ty Việt Lan làm chủ đầu tư. Dự án này nằm trên đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Lưu Minh Đạt, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất, khu đất này nằm trong quy hoạch đất tái định cư do quận quản lý trên địa bàn phường không có dự án đất nền nào đang triển khai như trên. Đầu năm 2019. Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân quận 12 cũng đã có văn bản cảnh báo về tình trạng giao bán, sang nhượng đất nền trái phép trên địa bàn, lợi dụng tâm lý mua đất giá rẻ, nhiều đối tượng đã tiếp thị, phát tờ rơi quảng cáo sai sự thật về bốn khu đất ở phường này. Hồi tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cũng cảnh báo về 6 doanh nghiệp bán dự án mà bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà ở Nam La Lan, Công ty Hoàng Kim Lan, Công ty đất vàng Hoàng Gia, Công ty Angelina, Công ty bất động sản Anh Kiệt Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nhà Nam Tài, trong đó, Nablalan và Angelina là hai đơn vị có nhiều dự án nhất liên quan đến tình trạng các đầu nậu phân lô bán nền tràn lan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, các đại biểu đã thể hiện quyết tâm sẽ xử lý mạnh tay đối với các đối tượng cố tình vẽ dự án hòng bẫy khách hàng vào trồng, nêu ra nhiều giải pháp chấn chỉnh. Ông Võ Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân nhấn mạnh, quan điểm là cần xử lý hình sự nhà đầu tư cố tình lừa đảo khách hàng trong giao dịch. Đại diện Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất quận 12 cho biết, trước tình trạng dự án ma xuất hiện trên địa bàn, thời gian qua lãnh đạo phường đã cố gắng phát đi nhiều văn bản cảnh báo người dân. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn diễn biến phức tạp và khó xử lý do các đầu nậu có nhiều cách thức né tránh chính quyền. Chẳng hạn như cùng một khu đất nhưng mỗi môi giới sẽ có cách mời chào khác nhau và giới thiệu tên công ty phát triển dự án khác nhau. Ngoài việc khuyến cáo người dân và hướng dẫn họ đến phường để phản ánh trực tiếp thì vị này cho biết không thể làm gì khác.